Vì là biển dị, ông ta di chuyển đến nơi thành phố tập trung đông dân gần đó nhất, chính là quận Orvu. Erwin yêu cầu quân đội cho người dân ở đó ở yên, không được di tản. Nếu nó thay đổi hướng đi, tấn công thẳng vào thủ đô từ hướng khác thì rất khó để mà ngăn chặn. Tôn chỉ cao nhất của họ vẫn là bảo vệ mạng sống người dân. Dù một người chết đi, họ cũng sẽ bị thất bại. Sáng hôm sau, toàn bộ súng pháo đã trang bị đầy đủ trên tường thành. Con Titan khổng lồ 120m đã chuẩn bị đi đến đây. Ở khoảng cách xa hàng cây số, hàng trăm khẩu súng pháo đã nổ súng liên tục vào con Titan, khiến cho nó lụng lộ chỗ như cái tổ ong làm cho nó khựng lại. Nhưng không hề chết, nó lại tiếp tục tiến bước vào trong. Phe chính xác có thêm hai loại vũ khí mới là tấm lưới lớn bọc hàng mấy chục thùng thuốc nổ bên trong và xe đẩy thuốc nổ kèm gai nhọn với tay nắm ODM, khiến nó có thể lao thẳng vào đối thủ theo phương thẳng đứng rồi phát nổ. Đạn pháo trên thành vẫn nổ trên đầu con Titan, đoàn chó vẫn sủa nhưng người vẫn cứ lết đi, cho đến lúc bò sát vào tường và leo lên như một cơn ác mộng.